Chào các bạn đã quay trở lại với kênh dược liệu của tôi. Hôm nay tôi lại giới thiệu cùng với các bạn một cái loại dược liệu cực kỳ là tốt cho những người bị tiểu đường mỡ máu. Đấy, trước mặt các bạn đây là cái cây thiệt canh nhé. Cây thiệt canh thì đặc trị về tiểu đường mỡ máu rất là tốt. Đấy, thì trong video này chúng tôi sẽ giới thiệu cùng với bạn về cái công dụng cũng như là cách dùng về của cây thiệt canh nhé. Đấy. Thì cây thiệt canh hiện nay nó dạng cây leo, nó dạng cây leo, đó là một cái thảo dược dùng trong y học với nhiều cái tác dụng có lợi cho sức khỏe. Đấy. Về dây thiệt canh thì nó có nguồn gốc từ Ấn Độ, đây là một loại cây bụi có những chiếc lá rộng rủ xuống, đấy, chiều dài thì thân leo từ 6 đến 10 mét, đấy, đường kính nó khoảng 3 mm. Và chúng ta có thể dùng toàn bộ được thân lá, hoa, quả, rễ đấy, của cây thiệt canh. Thì thiệt canh thì nó sẽ có các cái lợi ích sức khỏe như sau. Đấy, thứ nhất là giảm viêm. Đấy, thứ hai đó là cung cấp các cái đặc tính kháng khuẩn. Thứ ba là chống oxy hóa và giảm căng thẳng do oxy hóa. Cải thiện tiếp theo là cải thiện mức cholesterol và ngăn ngừa xơ vữa động mạch, rất là tốt nhé. Đấy. Tiếp theo là tăng sản xuất insulin. Tiếp theo là làm giảm cảm giác thèm ăn đường. Cái này thì những người bệnh tiểu đường thì dùng rất là tốt. Giảm lượng đường trong máu. Đấy, nó đặc trị về cái tiểu đường rất là tốt nhé. Đấy. Rồi là các bạn có thể dùng cái cây này để giảm cân rất là an toàn. Đấy. Đặc biệt là đối với cây thiệt canh này thì thiệt canh có chữa tiểu đường rất là tốt. Đấy, bởi vì nó là giảm cái cảm giác thèm ăn đường, kích thích tế bào beta và ở đảo đảo tụy tăng tiết insulin. Đấy, đồng thời là tăng cường hoạt lực ở insulin, ức chế hấp thu glucose ở ruột. Đấy, do vậy mà đây là một cái vị thuốc mà kể cả trong đông y và tây y các cái viên thuốc đấy thì đều chứa cái loại cây thiệt canh này nhé, hỗ trợ tiểu đường rất là tốt. Đấy. Được chưa? Liều lượng và cách dùng như sau. Đấy. Thì đối với lại trà thì đun nước lá 5 đến 10 phút, sau đó là để ngâm trong 10 15 phút thì uống. Ở trong cái sản phẩm thì chúng tôi cũng có cái hướng dẫn rất là cụ thể. Đấy, được chưa? Còn đối với lại bột thì bắt đầu với 2 gram mà tăng dần lên 4 gram. Đấy, và cái này thì nó rất là ít có ít tác dụng phụ nhé. Đấy, được ạ. Vừa rồi thì chúng tôi đã giới thiệu cùng với các bác về cái cây thiệt canh cũng như là những cái tác dụng tuyệt vời từ cái cây thiệt canh mang lại cho chúng ta. Thì bác nào đang có nhu cầu mua cái cây thiệt canh lá khô, đấy, thân lá khô như này thì các bác liên hệ trực tiếp với chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những cái video giới thiệu về các cái cây dược liệu, cây cỏ quanh ta. Đấy, chúng tôi có rất nhiều thì các bác hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách là đăng ký kênh, nhấn cái chuông bên tay phải để nhận nhiều chia sẻ hơn nữa từ kênh của chúng tôi nhé. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại các bác ạ.